Dạ vâng, em Kim thân mến, chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh Kim Môn Cơ Giới VN nha. Buổi trưa ngày hôm nay em Kim tiếp tục gửi đến cô chú anh chị một cái sản phẩm mang thương hiệu Kubota U30-5 đời 2014. Thì hiện tại là em nó đang sở hữu cái tháo lắp nhanh nè, đường búa nguyên bản nè, có gút cao su hết rồi. Với mức giá là 250 triệu thì quý đầu tư có thể đầu tư vào một cái chiếc máy đào 0.5 như thế này nha. Và về chất lượng máy thì mời cô chú anh chị mình tham khảo cái video hoạt động máy của em Kim nhé.
Dạ vâng, Kim cảm ơn cô chú anh chị đã dành đến phút xem cái video vừa rồi nha. Thì vừa rồi là em Kim đã test sơ bộ cái sản phẩm Kobuta U30-5 đời 2014 này rồi, với mức giá là 250 triệu. Thì ta sẽ sở hữu được một chiếc xe 0.5 mang thương hiệu Kobuta U30-5 đời 2014 ha. Cái chiếc này như là em nhớ không nhầm là đời 2014 là nghe cô chú anh chị. Em nó đang có guốc cao su nguyên bản nè, tháo lắp nhanh nè, có nguyên cái cục tháo lắp nhanh luôn ha. Đây, bè đường búa nguyên bản, vậy còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay trực tiếp cho em Kim vào số 0966 340 640 để em Kim tư vấn cụ thể hơn về cái dòng máy này nha. Thì hiện tại là em nó đang có một cái đèn nhấp nháy phù hợp với mấy anh làm công trình luôn, làm vườn làm đường rồi cũng được luôn nha cô chú anh chị. Và đây là cái âm thanh tiếng động cơ của em nó, để cho cô chú tham khảo. Nãy giờ em test nè, đấy em test nè, đó các kiểu luôn, tài liệu phía trước rồi, nhưng mà máy của nó này nha, nghe cái tiếng nè, ẩm kêu. Rồi em Kim cảm ơn cô chú anh chị đã dành đến phút xem cái video vừa rồi nha. Hẹn cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo ạ.